Du lịch của địa phương, dù nguyên bản hay cách tân, chúng ta
vẫn thấy sự khéo léo của chị em phụ nữ, vẫn đủ sắc sảo khiến lòng người ngạc nhiên, đủ quyến rũ khiến bao chàng trai nhung nhớ như lời nhắn nhủ của các cô gái. Hãy về tường phù ai ơi, mây ngàn sắc lối phủ trời nơi đây. Chưa về tường phù đã xây, đến rồi chắc ở nơi này chẳng đi. Vâng, phần thi trang phục đến từ xã Tường Phù xin khép lại tại đây. Một lần nữa xin gửi lời chúc tới ban tổ chức, ban giám khảo sức khỏe, hạnh phúc. Chúc cuộc thi của chúng ta thành công tốt đẹp. Vâng, xin được chúc mừng đội thi mang số danh 10.